Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Chuyện Lịch Sử. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa các đấng quân vương ngoài việc thiết triều làm việc nghị, việc nước, điều khiển chuyện quốc gia đại sự, nhiều vị bởi muốn hiểu nhân tình thế thái như thế nào nên vi hành vào chốn nhân gian. Trong Sử Việt, những cuộc vi hành của vua chúa không được ghi lại nhiều, nhưng qua những tài liệu cóp nhặt được từ sử cũ, chúng ta biết được dăm ba điều về các cuộc vi hành ấy và cũng có sự khác lạ nhất định. Hãy cùng kênh Câu Chuyện Lịch Sử đi tìm hiểu những lần vi hành của các vị vua chúa Việt Nam. Vua vi hành, dân gặp cướp. Vua Tự Đức đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng thời Nguyễn. Trong Việt Sử Tổng Vịnh, Phần Đế Vương khi viết về vua Lý Cao Tông nhà Lý, ngài đã nhận xét về tiền nhân rất nghiêm phê. Trong thời gian tại vị, Lý Cao Tông xây dựng dinh thự không ngớt và đế vui chơi không có chừng mực, giặc giã và trộm cướp trong nước nổi lên như ong. Nhân dân đói khát khổ sở gấp bội những năm khác, cơ nghiệp nhà Lý bắt đầu suy đốn từ đấy. Lại có thơ rằng, cưỡng bảo bi tần dĩ tự do, cố tương dân mịch phụng bàn du, chim thành khúc lý đa ai oán, quy hóa gian đầu thủy bất lưu, tạm dịch, khăn tả tự do thỏa ý trời, hại dân chẳng kể kể sông chơi, chim thành khúc hát lời ai oán, quy hóa đầu sông nước chẳng trôi. Nhận xét nghiêm khắc của một đấng quân vương dành cho đấng quân vương ở cùng địa vị thiên tử là tấm gương soi chính xác đối với vị vua thứ bảy của nhà Lý, trị vì đất nước 35 năm, từ năm 1175 đến năm 1210, là một trong những vị vua trị vì lâu nhất của nhà Lý, chỉ kém vua Lý Nhân Tông. Cũng như chế độ phong kiến Đại Việt, nhưng công trạng, sự nghiệp Lý Cao Tông để lại cho hậu thế gần như chẳng có gì. Coi chăng là tiếng xấu về sự ham chơi bời, tiêu phí sản nghiệp quốc gia cho những thú vui chơi vô bổ của nhà vua. Nào là ưa phương thuật, sự lạ, tinh tài sai bảo hộ của sư Tây Vật năm Đinh Mùi, tức là năm 1187, hay uy trị sấm của Nguyễn Dư năm Bính Dần năm 1206, lại chăm việc thổ mộc, xây dựng cung nghiêm thiềm năm Đinh Tỵ năm 1197, dựng gác kính thiên năm Quý Hợi năm 1203. Đặc biệt, vua rất ưa vi hành, nhưng không phải là quan tâm muôn dân trăm họ, mà để thỏa chí tò mò, sự ham vui chơi của bản thân. Như lời Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thuật lại, vua ngự đi khắp núi sông, phàm ngự đến đâu mà có thần linh đều cho phong hiệu và lập miếu để thờ. Vua xây dựng không ngớt, ngao du không chừng mực. Cũng vì cái sự ngao du ấy, có lần vua gặp cảnh bất bình chẳng tha, nhưng đấng kim thượng lại nhắm mắt làm ngơ. Ấy là vào năm Bính Dần năm 1206, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thứ hai, theo ghi chép của Đại Việt Sử Lược, việc xảy ra tại Kinh Thành, khi vua 37 tuổi. Năm đó, trong nước đã loạn lạc dữ lắm, mà vua thích đi chơi, nhưng đường xá không thông được. Vua bèn sai làm hành cung Ứng Phong, Hải Thanh ở đầm Ứng Minh, hàng ngày cùng bọn cung nữ đi chơi bời làm vui. Lại lấy thuyền to làm thuyền ngự, lấy các thuyền bé chia làm hai đột, sai bọn cung nữ phường tuồng chèo thuyền. Vua dẫn bọn tả hữu bắt chước nghi vệ thiên tử, như khi vua ngự đi chơi đâu vậy. Lại còn lấy sáp ong bọc những tấm lụa và các thứ hải vật thả xuống ao, rồi sai người lội xuống mò lên, giả làm đồ vật dưới long cung đem dâng. Bá quan văn võ thấy vua song chơi vô độ, đều sợ hãi không dám nói. Một hôm, vua ngự giá đi chơi ở đầm Ứng Minh như mọi khi, đang lúc cùng bọn hầu cận, cung nữ vui đùa, bỗng nghe từ ngoài thành vọng lại những tiếng kêu thảm thiết. Lại nói thời bấy giờ, đói kém liên miên, bọn giặc cướp có mặt ở khắp nơi, giết người cướp của ngang nhiên như chốn không người. Để ý, cả đoàn mới biết là tiếng người bị ăn cướp đang hô hoán kêu cứu. Mặc dù đủ cả cấm binh vây quanh đến vài lớp, tiếng kêu cứu sỏ mùng một, nhưng Lý Cao Tông chỉ ngỡ ngàng một chút rồi lại cười nói đùa vui như trước, giả vờ không nghe thấy gì, mặc cho dân đen, con đỏ của mình chẳng có ai giúp đỡ, đành gào thét vì bị cướp của giữa thanh thiên bạch nhật. Vua Xuyên đi chơi bị đá rơi đầu. Đó là trường hợp của vị vua thứ tư nhà Trần, tức là Trần Anh Tông, sinh năm 1293 và mất năm 1314. Vua vi hành bị bọn vô lại ném đá, nhưng đó là khoảng thời gian khi vua mới lên ngôi còn ham chơi bời. Xét cả thời trị vì 21 năm của vị vua đặt duy nhất niên hiệu Hưng Long này, Phan Huy Chú trong lịch triều hiến chương loại chí, phần nhân vật chí đã ca ngợi công đức của vua là vua khéo nối nghiệp nước, thương dân, lập chính, đời được yên vui, chính trị tốt đẹp, chế độ trực sở, đáng khen. Hay thời Nguyễn, Thái Hà Diên Mậu Hoàng Cao Khải khi viết Việt Sử Yếu cũng nhận xét thời vua Trần Anh Tông. Nhân tài xuất hiện ngày càng nhiều, đạo học chứng hưng ngày càng thịnh, triều vua Trần Anh Tông thật là triều thịnh trị nhất về đời nhà Trần.
quản nước tốt đẹp là thế, nhưng không phải lúc nào vua Trần Anh Tông cũng nghiêm cẩn xử mình như lời dặn của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Thủ thành nối nghiệp gian nan, hễ là tự sát lòng toan đã chừa. Khi vua mới lên ngôi, độ tuổi thanh niên mới lớn nên tính bồng bột, ham chơi bời, lại có Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông bên mình trị nước, do đó mà chính sự có phần lơ là. Có lần vì ham uống rượu xương bồ mà suýt bị Thượng Hoàng truất ngôi thiên tử bởi giận, may sao có văn nhân Đoàn Nhữ Hài hay thơ làm biểu tạ lỗi mới được vua cha bỏ qua cho lỗi ấy. Ngoài việc thích uống rượu, do tuổi trẻ thích tìm hiểu nên Anh Tông thỉnh thoảng cũng hay cùng bọn quân hầu vi hành ra ngoài nhân gian, thăm thú dân tình, vui chơi thả sức. Khổ nổi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sự thế ấy được việc sử Cương Mục Tiết Yếu cho hay. Tính vua thích vi hành, ban đêm thường cải trang làm công tử con quan, lên kiệu cùng hơn chục tên hầu cận song sủi khắp kinh thành Thăng Long. Nào ngắm tử quán đông vui, nào xem người qua lại nhộn nhịp, lại mắt liếc tay đưa những bóng hồng lướt qua. Cứ thế, cả đoàn đi đến khi gà gáy mới về lại cung cấm. Ấy rồi có đêm khi đến một phường nọ trong kinh thành, bọn thanh niên hư đốn tính hay ghen ghét, tưởng kiểu Anh Tông là công tử con quan nhà ai giữ phố nên thấy ngứa mắt, mới hùa với nhau cầm gạch ném vào kiệu. Bọn người đi theo hầu hoảng hốt lắm, chẳng cần giấu bí mật vua vi hành nữa, mới thét lên cho bọn kia nghe thấy. Kiệu của vua đấy, nghe đến thiên tử, bọn thanh niên vô lại cả đám chạy tan sợ bị tội. Đến khi xem lại thì đầu vua đã bị trúng mảnh gạch ném vào, chảy cả máu, cả chục ngày vết thương mới liền sẹo. Sau Thượng Hoàng Trần Nhân Tông thấy vết sẹo ấy mới hỏi nguyên do vì sao lại bị thế, vua Trần Anh Tông cứ thực thà mà tâu lại. Thượng Hoàng Nhân Tông bực mình lắm, lắc đầu tặc lưỡi mãi mới thôi. Kể ra chuyến vi hành ấy, may mà mới bị ném đá, nếu có ẩu đả nữa không biết mệnh vua có được bảo toàn. Cũng sau lần bị nạn vi hành, vua Anh Tông ngày càng trở nên thận trọng, nghiêm cẩn hơn trong vui chơi, trị nước, giúp dân cường nước thịnh, triều đại thêm thịnh đạt, được việc sử diễn âm hết lời thi tán. Khiêm xung hiếu hữu bản sinh tri, cải quá chung hình tuyệt ẩm thì, nghiệp kế thủ văn xưng thịnh chúa, nội tu lễ nhạc ngoại thương di. Nghĩ là hiếu hữu khiêm toàn đức bẩm sinh, rượu chừa lỗi sử bỏ phồn hình, trọng văn kế nghiệp đời khen thịnh, lễ nhạc tôn súng bốn bể thành. Vua hiền gặp trộm giỏi. Thời Lê Sơ, vua Thánh Tông sinh năm 1460 và mất năm 1497, được biết đến là một ông vua cai trị sáng suốt, tạo nên đỉnh cao thịnh trị cho bản thân và triều đại. Nói đến vua, đức trị cũng giỏi, pháp trị cũng hay, thế nên trong việc sử yếu mới nhận xét rằng, bàn về nền quân chủ ở Việt Nam ta, được xưng tụng về văn trị và võ công cực thịnh không lúc nào bằng triều đại Hồng Đức, tức là Lê Thánh Tông. Để yên nghiệp nước, vua không chỉ chăm lo việc giáo hóa, nông tang mà còn chú trọng tới luật pháp để xã hội đi vào quy củ. Quốc triều hình luật ra đời từ lý do đó. Một trong những trọng tội vua Thánh Tông muốn bài trừ ở mọi góc độ là nạn tham ô, nhũng lạm, nhất là đối với quan lại. Giai thoại dưới đây đề cập tới vấn đề xử tệ nhũng lạm có liên quan tới chuyến vi hành của vị vua sáng. Thời vua Thánh Tông trị vì, ở Thăng Long có một tay đạo chích rất giỏi nghề, nhưng khác với những kẻ chôn chỉ thường thấy khác, hắn hay trộm của nhà giàu chi cho dân nghèo mà chỉ lấy của những kẻ giàu có bất chính. Do thoát ẩn thoát hiện, ra tay nhanh như chớp nên nhiều người gọi hắn là quận gió. Đúng vào dịp Tết nọ, vua Thánh Tông cải trang vi hành đón giao thừa. Biết tiếng quận gió, vua sai người tìm ra nơi gió đang ở, rồi tự mình giả làm học trò trường giám, tức là quốc tử giám, vào gặp. Chàng giám sinh hờ nói với quận gió: "Tôi ở Thanh Hóa Thừa Tuyên, làm học trò trường giám, năm hết Tết đến muốn về quê mà trong tay không có cắt bạc nào, dám xin ông cho lộ phí đi đường." Nghe chàng giám sinh than thở, quận gió cảm động nói: "Chẳng giấu gì anh, tôi là quận gió, chắc anh đã biết tiếng. Anh nghèo tôi sẽ giúp, tiền không có sẵn nhưng tôi sẽ lấy của mấy tay trọc phú giúp cho anh. Vậy bây giờ anh định lấy của nhà ai?" Chàng giám sinh hồ hởi: "Trộm của phú ông ở cửa Tây Thành được không?" "Không được, ông ấy giàu nhờ cày sâu cuốc bẩm, lao động vất vả quanh năm suốt tháng." Quận gió lắc đầu. "Về trộm của chủ cửa hiệu vàng bạc ở phố cửa Đông Thành." Chàng giám sinh lại tiếp. Quận gió lại lắc đầu, đáp: "Ông ấy người ngay thẳng, có củ là nhờ buôn bán tích cóp. Giờ anh đợi ở đây, tôi đến nhà lão quan coi kho bạc nhà vua ở phố cửa Bắc, chôm cho ông vài nén. Lão ấy có lắm vàng ròng, bạc nén trong nhà, đó là những thứ không phải của hắn." Nói xong, quận gió nhanh như chớp đã mất hút trong đêm đen. Chưa đầy một khắc, quận gió đã quay lại với hai nén bạc trên tay, cười mỉm với chàng giám sinh: "Hai nén bạc này, anh có đủ tiền làm lộ phí và còn dùng để vào việc sôi kinh nấu sử. Mong rằng sau này anh đổ đại khoa, nhớ đừng có bòn rút xương máu, công sức của dân mà hãy làm một ông quan liêm."
Chàng giám sinh gật đầu cảm tạ, lại soi hai nén bạc dưới ánh nến, thấy đề bốn chữ quốc khố chi bảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bạc trong kho của nhà nước. Sáng mùng một Tết, chàng giám sinh ấy đang ngự trên ngai vàng dưới sân điện, các quan tung hô chúc Tết. Khi ấy, vua Thánh Tông mới kể về chuyến vi hành đêm giao thừa, lại cho mọi người truyền tay nhau hai nén bạc quốc khố chi bảo. Viên quan coi kho mặt cắt không còn giọt máu, bị lột bỏ hết mọi tước vị, gia sản bị tịch thu, thân bị lưu đày vì tội nhũng lạm quốc khố nhà nước. Còn quận gió sau đó được vua cho vời vào cung ban hiệu là quân tử đạo chích và ban thưởng sất hậu. Giai thoại vi hành trên của vua phần nhiều mang tính hoang đường, nhưng việc xử nghiêm tệ nạn tham nhũng thì sử sách còn ghi lại nhiều lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nhớ ấn like và subscribe cho kênh Câu Chuyện Lịch Sử để theo dõi những video tiếp theo.